Rồi xin kính chào mọi người nha. Mình hiện tại đang đứng ở phố đi bộ ẩm thực Vĩnh Khánh quận 4. Hôm nay mình đến mình thăm cái quán nước của đứa em, đó là Hợp Thư Thoại Lạc Âu Quang. Em nó mới khai trương cái quán nước Sâm Hạt Chia. Mỗi ly nước sâm là tặng 3.000 và cái quỹ từ thiện nha mọi người. Có gì mọi người nhớ ủng hộ giùm. Chỉ mới khai trương mấy ngày thôi nên cần sự ủng hộ của mọi người. Chủ yếu là bán giao hàng bán đi nên mọi người cứ gọi điện thoại cho Lạc Âu Quang Hợp Thư Thoại để được giao hàng. 15.000 một ly, uống rất là mát nha mọi người. Mọi người hãy ủng hộ cho em nó. Anh đưa vậy em cắt được ít liền đó. Đừng có thấy mà hả là trai đẹp dễ thương mà buông lời chiêu về. Đây đây đưa em 500 em. Mấy ly khách mua mấy ly? Khách đặt 4 ly đó anh. Rồi 60. Rồi 4 ly. 60. Một ly chỉ có 15.000 thôi. Rồi tặng 3.000 vô quỹ từ thiện đúng không? Đúng rồi. Rồi. Tâm biết đâu hạt chia hợp tôi phải. Rồi giờ giờ còn mấy ly? Sáng giờ bán đắt lắm. Sáng giờ bán sáu mấy 70 ly, giờ em chỉ còn có 7-8 ly thôi. Thì mọi người thương tình ủng hộ cho Hợp Thư Thoại thì mọi người hãy đến địa chỉ là 374 Vĩnh Khánh quận 4. Số điện thoại đặt hàng là 0937636524. 0937636524. Thì mặt hàng nước của em là mặt hàng nước kiểu take away á. Rồi ai nếu mà mọi người thương tình em nhưng mà hơi xa, hơi tiện, không tiện đi qua thì mọi người có thể là cứ gọi số điện thoại 0937636524 để giao hàng tận nơi. Rồi ok. Rồi mọi người ở khu vực quận 1, quận 4 có ủng hộ cho bé Hợp Thư Thoại thì nhớ đặt nước sâm hạt chia nhé. Sâm này mỗi ly là chích ra 3.000 để đóng vô quỹ từ thiện của Thoại Tâm giúp cho các hoàn cảnh khó khăn. Rồi đây là một ly nước sâm hạt chia nha mọi người, 15.000 rất là mát. Đây Hợp Thư Thoại đang cho in tem của mình lên có hình ảnh của Hợp Thư Thoại. Hiện bên nhà in đang in và chưa xong, khi nào xong Hợp Thư Thoại sẽ có cái mẫu ly mới để phục vụ cho mọi người. Mọi người hãy ủng hộ Hợp Thư Thoại nha mọi người. Đây là một cái hành động rất là ý nghĩa khi Hợp Thư Thoại chích 3.000 ra để đưa vào cái quỹ Thoại Tâm. Rồi xin cảm ơn cả nhà nhiều nha. Hãy nhớ địa chỉ là 374 đường Vĩnh Khánh, quận 4, Hoàng Diệu. Các bạn quẹo vào thì đối diện với xe cột cây là Hợp Thư Thoại liền. Đừng đi quá xa, quẹo vào khoảng chừng 20-30 mét thôi là đã đến rồi. Đừng đi quá xa nha mọi người. Ngay tiệm đồ ăn vặt của bé 2 bé 3 luôn.